Đặc điểm của nó chính là bút xa gà chết. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Trang sẽ hướng dẫn mọi người kẻ được một đường liner hiệu quả và đơn giản nhất nhé. Bởi vì Trang cũng có khá là nhiều những cái video để hướng dẫn mọi người cách kẻ liner rồi. Thế nhưng mà hình như các bạn vẫn chưa kẻ được và các bạn vẫn cảm thấy khó khăn khi mà kẻ liner đúng không? Thì hôm nay Trang sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho mọi người 4 cách kẻ liner với 4 chất liệu khác nhau để mọi người có thể tham khảo và mọi người có thể học theo nhé. Cách nào mà mọi người dễ sử dụng nhất, dễ kẻ nhất thì mọi người áp dụng nhé. Cách thứ nhất đó chính là kẻ liner bằng bột. Trang sẽ sử dụng màu mắt như thế này, bằng bất kỳ bằng mắt nào các bạn cũng được. Cách thứ hai thì liner bằng chì, đây, bằng chì, bằng dạng sáp á. Cách thứ ba là chải liner bằng gel, bằng dạng gel như thế này. Và cách cuối cùng là liner bằng dạng rút dạ như thế này. Thì các bạn có thể dùng màu đen hoặc màu nâu để mọi người có thể kẻ liner nhé. Thì hôm nay Trang sẽ dùng một màu nâu như thế này, màu nâu đậm để có thể để kẻ đứng. Cái cách này cực kỳ dễ luôn, chỉ cần chọn cho mình một cái cọ nó vát vát như thế này. Đấy, đúng đầu nó hơi cứng một chút thì chúng ta sẽ đi đường liner nó dễ hơn. Ta sẽ lấy màu đây, ta sẽ lấy một màu này nhá, đậm đậm. Đó, mọi người sẽ đi sát đường chân mi như thế này, đi hết cái đường mi mắt của mình vào. Là nếu mọi người không quen á thì mọi người có thể dùng tay như thế này nhá, mọi người kéo dài cái đường mắt của mình ra một chút. Đó, đi sát vào đây. Đó, đấy, nó sẽ đi theo hướng này nhá. Bắt đầu kẻ ngang này, kẻ ngang liner ra. Nếu mà mọi người đi theo chiều mắt cũng được, mọi người đi xuôi xuống những này cũng được. Đó, rất dễ đúng không? Đó, các bạn thấy đường line không ạ? Đây này. Đó, mọi người chỉ cần kéo bớt thẳng một chút như này xuống thôi, nó cũng ra rõ cái đường line rồi. Đây. Nếu mọi người thích đậm ấy, thì mọi người có thể dùng màu đen nhá. Đó. Đó, đây là một cái đường line mọi người có thể tham khảo. Đi liner bằng bột như thế này, tức là đi bằng màu mắt. Ưu điểm của nó chính là đi rất là nhanh, rất là mướt. Và các bạn đi rất là dễ dàng, chỉ cần được kẻ một đường màu mắt đi thẳng xuống là được thôi. Nhược điểm sẽ bị lem khi mà các bạn chảy nước mắt ấy, hoặc là khi các bạn chớp chớp nhiều ấy, nó sẽ bị lem xuống cái phần dưới này này. Đó, các bạn thấy thế nào? Phương pháp kẻ này rất là dễ đúng không? Bằng chất liệu thứ hai đó chính là Sang sẽ dùng dạng chì. Dùng dạng một cây dạng chì như thế này. Đó, cái đầu nó sẽ hơi bị vuông vuông đây, cho sẽ vẽ ra cho mọi người xem. Đó. Đó. Đầu tiên thì mọi người cũng đi hết vào, đi sát vào cái đường chân mi như thế này. Khi nào mọi người cảm thấy nó hơi chảy nước mắt thì mọi người nhả ra. Xong mọi người lại sát vào đây. Đó là khi nhìn lên nó không bị trợn như thế này này mọi người. Giờ chúng ta sẽ kẻ đuôi nhá. Của Trang ấy thì cái đuôi mắt nó bị chúc xuống, tức là nó dài hơn cái đường phần trong mắt, thì Trang phải dùng cái tay Trang kéo nó ra một chút để chúng ta xác định cái đường hướng liner chúng ta đi ấy. Mọi người kể từ từ thôi, đi từ từ, xác định từng chút chút một, xong rồi mọi người nhả ra để xem cái độ dài ngắn của liner chúng ta đã hợp lý chưa. Nhớ là mọi người sẽ đi hết sát vào cái đường góc mắt này nhá, đi hết cái đường đuôi mắt, sau đấy mọi người có thể kẻ ngang hoặc là kẻ sách hoặc là kẻ cụp xuống rồi mắt mèo đều được. Đó, như thế này là Trang đang kẻ ngang đấy mọi người. Kéo cái đường này xuống để thành một cái hình tam giác ấy, thì đường liner của chúng ta có cái sự liên kết hơn. Nhớ là khi kẻ liner các bạn hạn chế chớp nhá, chớp là nó sẽ bị chạch ra khỏi cái đường mà chúng ta mong muốn đấy. Đó, cái mắt của chúng ta là đã dài hơn rất là nhiều đúng không? Kẻ liner bằng dạng chì như thế này thì ưu điểm lớn nhất chính là đi rất là mướt, đi rất là nhanh. Và đặc biệt là kẻ cái phần bên trong mí này đi cực kỳ nhanh luôn. Chì nó sẽ mềm hơn, đối với mắt của chúng ta khi kẻ liner nó sẽ dễ. Cái ưu điểm nữa chính là nó cũng chống nem chống trôi khá là nhiều đấy. Các bạn có thể hoàn toàn chớp, chảy nước mắt thì nó vẫn không bị lem xuống đâu. Nhưng đấy là tùy thuộc vào từng loại bút sáp thôi nhá. Có loại bút sáp nó vẫn lem như thường đấy. Trang dùng là của Clio khá là tốt. Trang cũng khá thích kẻ dạng sáp như thế này. Nhưng mà nhược điểm của nó, cái đầu á, thường kẻ nó sẽ không được nhọn mọi người ạ, nó sẽ tù tù như thế này này. Nó sẽ như kiểu cái bút chì ấy. Bạn kẻ đuôi liner là sẽ hơi bị khó, vì cái đuôi nó không được sắc nét, không được đẹp ấy, không được nhọn ấy. Đây Trang cố gắng kẻ nó mới được nhọn như thế này cũng thôi. Chứ các bạn kẻ phải đi cẩn thận nha. Ok, phương pháp kẻ pha nó là răng mơ đặng gel. Sẽ dùng là gel của Inlock. Không biết ở đây có bạn nào thích dùng gel kẻ mắt không? Bạn phải có một cây cọ kẻ mắt. Trang sẽ dùng cái cây cọ như thế này. Một là một cây cọ xéo như thế này. Các bạn có thể dùng những cây cọ mà kiểu như ở trên đầu nó hơi nhọn nhọn một chút cũng được. Trang thì lại hay dùng cái loại xéo xéo như thế này. Đầu nó sẽ hơi cứng cứng, kẻ nó đi ra sẽ sắc nét hơn. Người phải đi từ từ, đi hết sức kiên nhẫn. Đây, bạn chấm chấm từng chút chút một. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kẻ đuôi, kéo ra, đi hết đường đuôi như thế này.
thì chúng ta sẽ bắt đầu kéo này, kéo xuống. Kéo từng chút chút một để điều chỉnh cái độ dài ngắn xem là phù hợp chưa. Đi hết con mắt, tức là đi hết cái đường góc mắt của các bạn ấy, xong các bạn xong bắt đầu các bạn mới kéo cái đường đuôi ra. Đó. Sau đấy thì mọi người sẽ nối thôi. Đây. Để cho nó liền vào một khúc, nó không bị trắng như thế này. Cái đường góc mắt của chúng ta, xong chúng ta sẽ kéo lên đây. Bạn nào mà để này không quen thì mọi người cứ cầm tay mọi người kéo sạch cái da mắt của mình ra một chút như thế này, xong mọi người vẽ thì lúc đấy nó sẽ có cái đường da nó mịn, nó căng hơn thì mọi người sẽ được cái đường đuôi nó sẽ được bay hơn nhá. Cắt kẻ liner bằng gel này thì ưu điểm rất là đen. Đó, điều chỉnh đường liner rất là dễ dàng. Nem chống trôi khá là tốt, pink knot ở trang dùng này. Khóc cũng không xi nhê gì luôn. Nhược điểm là tỉ mỉ từng chút một ấy, kiểu chấm mút ấy nó sẽ hơi lâu. Đây là chất liệu cuối cùng ở trang hướng dẫn mọi người thì kẻ liner bằng mút nước nhá. Đây, mút là kẻ khá là khó nên là trang sẽ hướng dẫn mọi người cuối cùng luôn. Đầu ngòi cực kỳ mảnh luôn. Đây, đó mọi người thấy không? Đây. Mút mà Trang thấy là mọi người kẻ khá là khó đúng không? Và mọi người cần phải luyện tập rất là nhiều đối với cái chất liệu bằng dạng mút nước như thế này. Luyện tập được nhiều á thì kẻ cực kỳ thích luôn. Đây Trang dùng là cây bút nước của Nhật, đã không nhớ tên nó là cái gì nữa. Kỳ mảnh và chống nem chống trôi cực tốt, cũng đi hết sát đường chân mi như thế này thôi. Đi cái này hơi bị nhột nha. Đã đi hết đường đuôi mắt như thế này, kẹo ngang thôi nhá. Cái bút này đã đi khá là khó nên là mọi người đi từng chút chút một nha, và mọi người phải xác định cái hướng liner chúng ta muốn đi. Đó, xong mọi người sẽ kéo lên đây. Nói túm lại là kẻ bằng nước cực kỳ thích nếu như các bạn có thể học được. Kẻ quen cái này rồi thì mọi người sẽ không còn thích đi một cái chất liệu nào khác luôn. Bởi vì thì thứ nhất là rất là nhanh, gọn, lẹ, không mất quá nhiều thời gian. Chỉ cần mấy giây là xong cái đường nai thôi. Thứ hai, đường đuôi liner rất là sắc nét. Mọi người nhìn này, rất là sắc nét và rất là nhọn. Đi phát nào là phải đúng phát đấy, nếu không nó sẽ không thể làm mà tẩy được, bởi vì cái đường nước này nó sẽ khô nhanh và nó khi mà nó khô thì nó sẽ chống nem chống trôi, mọi người sẽ khó điều chỉnh lại cái đường line. Nếu muốn điều chỉnh lại thì các bạn phải lại tẩy trang đi thì một các bạn mới vẽ được lại cái đường đuôi khác nhau. Đây mọi người nhìn thấy này, nó dính luôn, nó không xê dịch đi luôn. Đó, đi thật là chắc tay và xác định hướng trước, bị kẻ vào phát là ăn luôn. Qua cái video này thì Trang cũng đã hướng dẫn cho mọi người 4 cách kẻ liner tương ứng với 4 cái chất liệu khác nhau. Thì các chất liệu nào thì sẽ phù hợp với bạn và chất liệu nào các bạn cảm thấy là kẻ liner dễ nhất thì các bạn hãy comment ở phía dưới cho Trang biết rồi nha. Và còn những chất liệu nào khác thì mọi người cũng đừng quên đóng góp ý kiến cho Trang ở phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết cuối video này của Trang. Bye bye.